Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh thị trường kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, mục tiêu đặt ra cho lộ trình cổ phần hóa giai đoạn năm 2015 đã không thể về đích. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những con số về công tác cổ phần hóa trong suốt một năm qua, những nỗ lực đổi mới cải cách của cơ quan chính sách và cả những rào cản đang kéo chậm lại tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Xin mời quý vị theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần với chủ đề Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2015, một năm nhìn lại. Thưa quý vị, theo lộ trình, năm 2015 phải hoàn thành cổ phần hóa được 285 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, cả nước mới cổ phần hóa được tổng cộng 61 doanh nghiệp nhà nước, đạt 21,1% kế hoạch. 6 tháng nữa lại trôi qua, sau một loạt các nỗ lực cải thiện chính sách của cơ quan quản lý, liệu tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã có những tiến triển tích cực? Mời quý vị đến với ghi nhận sau của chúng tôi. Mục tiêu mà chính phủ đặt ra cho 2 năm 2014-2015 là phải cổ phần hóa được 432 doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thì đến ngày 20 tháng 10 năm 2015 mới thực hiện được 259 doanh nghiệp và vẫn còn 173 doanh nghiệp. Về công tác thoái vốn nhà nước, trong 10 tháng đầu năm nay đã thoái được 9.152,2 tỷ đồng, thu về 13.767,5 tỷ đồng, bằng 1,5 lần giá trị sổ sách. Các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng chiếm một nửa trong con số trên. Các đơn vị thoái vốn đạt kết quả tốt nhất đó là Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về công tác bán đấu giá cổ phần lần đầu, theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2015, có 93 doanh nghiệp cổ phần hóa bán đấu giá lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán. Trong đó có 55 doanh nghiệp bán đạt trên 90% tổng số cổ phần chào bán. Như vậy, số lượng doanh nghiệp còn phải cổ phần hóa vẫn còn chiếm 20% so với kế hoạch. Tính từ đầu năm cho đến nay, có địa phương hoặc bộ ngành không cổ phần hóa được bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong đó có Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thông tin Truyền thông, hay các tỉnh Nam Định, Bình Dương, Tiền Giang. Có bộ như Bộ Công Thương từ đầu năm mới cổ phần hóa sắp xếp được 2 trên 12 doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh được 6 trên 21 doanh nghiệp. Bên cạnh những cái tên đáng chú ý trong những phiên IPO thời gian qua như Bệnh viện Giao thông Vận tải, Khách sạn Kim Liên, 10 doanh nghiệp nhà nước SCIC được phép thoái vốn, thì thị trường còn những cái tên đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà vẫn chưa thể cổ phần hóa như Mobile Phone, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize. Các chuyên gia đánh giá như thế nào về điều này? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Cái mặt được của cổ phần hóa đó là chúng ta đã có một số cái hình thức cổ phần hóa mới, cụ thể đó là cho chúng ta phép là bán đấu giá theo lô để có thể bán cổ phần ở những công ty mà nhỏ, không thu hút được nhiều sự chú ý của nhà đầu tư. Thứ hai nữa là những trường hợp cổ phần hóa của những công ty lớn mà có cái giá trị tốt thì được định giá khá là hợp lý và thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù công tác cổ phần hóa năm 2015 thì không bằng 2014 về mặt số lượng và cái tỷ lệ thành công cũng không cao bằng cái năm 2014. 2014 thì báo cáo với các anh chị là tỷ lệ thành công nó phải khoảng 65%. Nhưng mà 2015 thì nó khoảng 40%. Cái thứ hai là tham gia vào cái việc cổ phần hóa, tham gia vào mua vốn cổ phần hóa thì cái nước ngoài tham gia rất hạn chế, ít hơn rất nhiều. Đấy là cái mặt mà chưa được. Nhưng mà cái mặt lớn nhất là cái quan tâm của chính phủ trong việc tháo gỡ các chính sách giải pháp. Chúng tôi muốn nhấn mạnh lại là đến năm 2015 chúng ta tin tưởng là cái cơ chế pháp lý, cái hệ thống cơ sở pháp lý cho cái việc gắn cổ phần hóa với lại niêm yết và lên upcom là được hoàn thiện. Và tôi cũng rất là kỳ vọng vào năm 2016 khi mà các cái văn bản này có hiệu lực và khi sau khi mà có cái nghị định thay thế cho nghị định 118 được ra đời. Nói chung là cổ phần hóa là vẫn chậm, đấy, trừ cái khối mà của Bộ Giao thông thì vẫn tích cực. Thế còn nhìn chung là vẫn chậm, vẫn đùng đỉnh và cũng có vẻ như là cái tiến độ nó vẫn như hóa và cũng không có gì áp lực lắm. Áp lực đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa hay áp lực đối với cơ quan chủ quản? Cái câu chuyện là cổ phần hóa tiến ra rất là chậm thì trong cái việc giai đoạn cuối năm thì chúng ta sẽ còn đâu đó khoảng tầm 4/5 cái doanh nghiệp cần phải bắt buộc phải cái việc cổ phần hóa. Thì cái câu chuyện rõ ràng nhất là cái câu chuyện là cái cách thức, cái quá trình thực hiện, quá trình thực thi cái cổ phần hóa. Nếu mà đúng hoàn thành ấy, ông phải làm sao mà
ông tạo ra được quy mô đại chúng thì nó mới là tốt. Hiện nay thực ra là cái đó, mặc dù có thể là có những số liệu là đạt những cái con số tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cái tính đại chúng, cái tính đại chúng mà hấp dẫn tất cả thành phần tham gia vào cổ phần hóa thì cái đó chưa làm. Thưa quý vị, nhìn lại công tác cổ phần hóa một năm qua, sau một loạt các nỗ lực cải cách của cơ quan quản lý, thì đâu là những rào cản kéo chậm lại tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Về nguyên nhân khách quan, bên cạnh những biến động của thị trường tài chính, chứng khoán quốc tế, thời gian vừa qua như biến động tỷ giá, lãi suất, thị trường chứng khoán Trung Quốc bán tháo kéo theo thị trường chứng khoán toàn cầu đỏ lửa, thì những khó khăn của kinh tế trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút dòng vốn nội đối với công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nhìn lại năm 2015 thì chúng ta thấy rằng là cái sự cổ phần hóa khá là chậm chạp, và điều đó do ảnh hưởng lớn là do của vấn đề thị trường chứng khoán thì không được sôi nổi và dòng tiền bị rút ra khỏi thị trường. Thứ nhất là cái thông tư 36 ngắt một dòng tiền từ ngân hàng vào. Thứ hai là cái kênh đầu tư bất động sản nó đang ấm lên thì dòng tiền cũng ra khỏi. Kênh thứ ba nữa là các cái tổ chức niêm yết ấy, họ phát hành quá nhiều thì đánh ra cái đấy dòng tiền đấy cũng từ nhà đầu tư chạy vào các cái doanh nghiệp. Trong khi dòng vốn nội trên thị trường chứng khoán trong năm qua không hề dồi dào, dòng vốn ngoại không những rút ra khỏi thị trường mà lại chỉ quan tâm đến những doanh nghiệp tên tuổi và thực sự có chất lượng. Tuy nhiên, thống kê cho thấy năm 2015, các đợt bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO ảm đạm hơn hẳn so với năm 2014, khi ít các thương vụ nghìn tỷ như Đạm Cà Mau, Vinatech, Vietnam Airlines. Báo cáo thực mệnh giá trị là nếu đấu giá cổ phần hóa mà vẫn chỉ quanh quẩn nhà đầu tư Việt Nam ấy, trên thị trường thứ cấp hiện nay ấy, nó sẽ không có dòng tiền, mà khi nó lại tác động đến cái thị trường thứ cấp thiếu cái nguồn tiền. Nhưng nếu mà chúng ta mạnh mẽ bán chọn lô, bán chiến lược nước ngoài, hút thêm dòng vốn mới thì nó sẽ hỗ trợ cho cái lực đẩy của thị trường. Thế chính vì vậy ấy, là cái hút vốn nước ngoài vẫn phải là thúc đẩy. Nhìn vào số lượng số doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phần hóa, bao nhiêu trong số đó thực sự đủ tốt để có thể được niêm yết trên thị trường chứng khoán? Nhìn vào 3 hay 4 phi vụ IPO các doanh nghiệp nhà nước vừa qua như Vinatech hay Vietnam Airlines, những doanh nghiệp rất lớn và có tổ chức bài bản, những doanh nghiệp này mới có sức hấp dẫn với giới đầu tư. Ở giai đoạn hiện nay, đấy, tức là nếu mình nói về những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thường là đều hoạt động không hiệu quả. Thường trước kia những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì người ta tình nguyện người ta cổ phần hóa hết rồi. Bởi vì thường là những doanh nghiệp hiệu quả thì cái ban lãnh đạo người ta muốn là được tự chủ. Người ta muốn được nhiều quyền hơn và người ta không muốn bị phụ thuộc. Và người ta không sợ bị áp lực cạnh tranh. Thì người ta nhiệt tình cổ phần hóa. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy khi chính sách thay đổi nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn không chịu đổi mới mình, vẫn ôm cổ phần nhà nước mà không chịu thoái, thì những nỗ lực thay đổi chính sách vừa qua cũng không thể phát huy được tác dụng. Một trường hợp cụ thể gần đây như Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV lên phương án IPO cũng chỉ bán được 35% cổ phần. Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Lilama IPO vẫn giữ tỷ lệ sở hữu nhà nước đến 51%. Bây giờ chẳng hạn doanh nghiệp lớn như Mobifone, tôi nghĩ là khi là 3 đời bộ trưởng rồi, cũng chưa hoàn thành. Đấy, một cái đời bộ trưởng Đỗ Dẫn Hợp trước thì cũng nói rất quyết tâm là phải làm. Trước khi tôi nghỉ, ví dụ thế cũng nói thế, nhưng mà cuối cùng là đến bây giờ đến đời bộ trưởng mới đây thì cũng sắp hết nhiệm kỳ rồi, nhưng mà cũng chưa thấy động tĩnh gì. Mà đáng lưu ý bây giờ là Mobifone ví dụ đã mất mấy chục triệu đô để thuê tư vấn nước ngoài để làm cái công tác định giá, rồi là kêu gọi nhà đầu tư chiến lược. Thì công tác định giá đã xong, cái đối tác chiến lược thì đã có nhiều rồi. Từ cái đấy những cái công tác đấy đã hoàn thành cách đây 5 năm chẳng hạn. Thế nhưng cuối cùng không làm, mà những cái công tác đấy đã mất mấy chục triệu đô. Đấy, thế thì cuối cùng nó cũng bỏ không. Bên cạnh đó, những chậm trễ trong cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành liên quan hay những nút thắt vướng mắc trong chính sách, quy định cũng là những rào cản đối với tiến độ cổ phần hóa. 60 ra mà chưa có ông nào mở 100%, nó vướng hai cái. Vướng thứ nhất tức là cái danh mục đầu tư nước ngoài. Không biết là mình nằm ở danh mục bị cấm hay không cấm, mở ra có được không? Thì một số doanh nghiệp bắt đầu gửi văn bản đến ủy ban. Thì chúng tôi thấy là đấy là cái vướng thứ nhất. Vướng thứ hai là khi mua lên quá 51% theo luật đầu tư thì ông lại thành ông nước ngoài. Mà thành ông nước ngoài thì bị ứng xử theo như nước ngoài rất khó khăn. Kể cả đầu tư, kể cả trụ sở, kể cả các cái việc khác nó bị ảnh hưởng.
Trong các nguyên nhân trên, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp nhà nước cố tình lỗi hẹn, sợ cổ phần hóa mà ôm khư khư cổ phần nhà nước là lý do cốt yếu gây ra tình trạng chậm trễ trên. Thưa quý vị, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơ quan quản lý đã ban hành thông tư 180, siết thời gian lên niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Đây là một tín hiệu tích cực thể hiện cam kết của các nhà chính sách đảm bảo thanh khoản cho hàng hóa sau IPO. Tuy nhiên, thông tư đã có hiệu lực nhưng vẫn chưa có chế tài xử lý vi phạm thì coi như tính hiệu quả của thông tư vẫn chưa được phát huy tác dụng. Thông tư 180 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, quy định chặt chẽ hơn về đối tượng, thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch và hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Cụ thể, tất cả các công ty đại chúng hình thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 mà không niêm yết trên sở dịch chứng khoán sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom trong vòng 1 năm. Đối với các công ty đại chúng hình thành sau ngày 1 tháng 1 năm 2016, thời hạn để đăng ký giao dịch là trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. Thì ngay sau khi đấu giá cổ phần hóa xong, chưa cần là trở thành đăng ký doanh nghiệp sau cổ phần hóa là được phép giao dịch trên Upcom. Như vậy thì là nhà đầu tư người ta cảm thấy khi mua đầu tư cổ phần hóa, cái thanh khoản nó có sân chơi, có chỗ giao dịch thì hút được nhiều nhà đầu tư và đấu giá cổ phần hóa nó sẽ thành công hơn. Thì đây là một điều kiện rất quan trọng để nhà đầu tư có thể tham gia vào cổ phần hóa, bởi lẽ trong quá khứ thì nhà đầu tư rất e ngại khi tham gia cổ phần hóa một doanh nghiệp và doanh nghiệp đó không có một chương trình lên niêm yết cụ thể. Thì hiện nay với việc yêu cầu những doanh nghiệp cổ phần hóa phải lên niêm yết trong vòng 90 ngày thì đó là một cái thời gian rất là ngắn và nhà đầu tư không bị đọng vốn quá lâu. Trong khi đó những doanh nghiệp cổ phần hóa thì nhà đầu tư có khả năng được tham gia với cái giá là giá thấp nhất trong cả một cái thời gian rất là dài. Thì đây chính là cái cơ sở tiền đề để việc cổ phần hóa có thể tiến hành thuận lợi hơn trong năm 2016. Tuy nhiên, chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm thông tư 180 chưa có, dẫn đến khả năng áp dụng thông tư rất khó khăn. Theo công bố mới đây của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ có hơn 23% trên tổng số 77% số doanh nghiệp, tương ứng với hơn 820 số doanh nghiệp còn lại, chây ý không chịu lên sàn, phải kể đến như C-Project, Vinatech, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Sabeco, Habeco, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex và hàng loạt các ngân hàng hiện vẫn chưa niêm yết. Chậm lên sàn thì đó là lỗi của bên doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng phải gắn trách nhiệm của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán là buộc các doanh nghiệp là phải lên, không lên thì phạt, mà phạt đây không phải phạt nhẹ mà phạt rất nặng, bởi vì vốn của các nhà đầu tư người ta bỏ ra lâu mà người ta không được lời lãi gì, vì anh cứ không lên sàn thì chắc gì anh đã trả cổ tức đấy, và anh không niêm yết người ta không biết là thông tin làm sao. Cái đó là cái điều sai quấy mà các doanh nghiệp trước hết là phải kiểm điểm các doanh nghiệp và phải kỷ luật, nâng cao cái biện pháp là chế tài tài chính thật là kiên quyết, và hai nữa là kể cả biện pháp về cơ cấu tổ chức, tức là anh chủ doanh nghiệp mà không làm thì thứ nhất là chủ tịch hội đồng quản trị, hai là ban tổng đốc điều hành là phải chịu trách nhiệm trước cổ đông đấy, trước Bộ Tài chính và trước Ủy ban Chứng khoán lời hứa cam kết của anh ta làm sao. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2016, để thúc ép các doanh nghiệp đại chúng cố tình không chịu lên sàn, Ủy ban Chứng khoán đang tiến hành soạn thảo và đưa vào Nghị định 108 để có chế tài cụ thể hơn. Bàn trong nội bộ Ủy ban là có 3 cái giải pháp liên quan đến cái việc này. Khi mà đấu giá, chúng tôi làm hồ sơ để xin đấu giá thoái vốn là chúng tôi nói ngay với doanh nghiệp là quy định tại 60 là ông phải lên giao dịch. Nếu mà đủ niêm yết phải lên niêm yết, không đủ niêm yết thì lên Upcom, phải lên thị trường ngay để cho họ nắm được cái quy định pháp lý để họ có cái chủ động ngay từ lúc trước khi cổ phần hóa. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ xử sau khi cổ phần hóa xong, chúng tôi theo dõi đến 60 ngày mà không có, chúng tôi sẽ gửi một cái danh sách cho Cục Tài chính Doanh nghiệp để gửi cho Bộ Chủ quản để có phối hợp quản lý doanh nghiệp. Cái thứ ba là chúng tôi sửa vào 108 để có chế tài cưỡng bức cái chuyện này. Và cái thứ tư nữa là cái điều chỉnh trên Upcom. Hy vọng rằng chế tài cho các doanh nghiệp đại chúng không chịu lên Upcom sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất, để doanh nghiệp có trách nhiệm hơn trong cam kết lên sàn với cổ đông. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết trong năm 2016 sẽ thu hẹp lại danh mục các lĩnh vực ngành nghề mà nhà nước nắm giữ 100% cổ phần, cũng như quy định lại tỷ lệ sở hữu của nhà nước chỉ ở hai mức 51% và 65%. Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho quá trình cổ phần hóa trong giai đoạn tới. Chương trình chứng khoán cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website
www.vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình VTV.